Chào anh em. Trưa ngày hôm nay mình vừa mới nhận được món quà từ Cá Cảnh Hồng Anh. Một chiếc hộp nè, trong đây có một cái cúp anh em. Mình sẽ mở ra cho anh em xem luôn nè. Tần 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 tần. Một chiếc cúp bằng pha lê. Ê chà, nặng nha anh em. Tương đối nặng á. Ác chưa? Vậy cho anh em xem nè, nặng ấn tượng đầu tiên là tương đối nặng á, nặng vải chưởng luôn ta, bằng pha lê đây. Thì được rồi, mình có tham gia cuộc thi online về cá rồng trên diễn đàn Indo-Dragon, cuộc thi contest online lần thứ 13 do Mr. Henry Leon đọc vậy không biết đúng không ta. Đó, ông đó ông tổ chức. Và mình đạt giải 6 anh em. Bảng F. Bảng thi F là bảng thi dành cho King Shark Fafu này nọ. Giải 6 này tương đương với giải khuyến khích nha. Cái giải không cao nhưng đó, đối với mình đó là đó, này mang ủi khích lệ rất là lớn. Đó, cúp này, hình này là giống như hình ngọn lửa hay ngọn đuốc vậy ta. Nhìn hơi trời trù tượng nhưng mà cũng đẹp, cũng ấn tượng á. Pha lê này. Mình có nhờ anh Long gửi bài thi cúp rất là đẹp á, để mình quay cá cho anh em xem. Đây con pha phu của mình ngày hôm nay nè, cúp đây là phần thưởng của nó. Thì cuộc thi này chắc nhiều anh em biết rồi, đó là cuộc thi online bên Indo dành cho cá rồng. Nó chia rằm như là 6-7 bảng thi gì đó, có A, B, C, D, E, F. Thì cái bảng F là cái bảng dành cho Shark King Fafu. Rồi mình tham gia con này. Đạt giải nè. Nói chung là giải không có cao đâu. Nhưng mà nó mình cũng rút được rất là nhiều kinh nghiệm. Đó là về cách quay clip sau này cũng như cách chăm cá. Thì cá mình thấy là nó cũng ok nhưng mà sai nó cũng chưa to. Thì có thể là chăm nó to thêm nó sẽ đẹp hơn. Và cái lúc quay clip mình cũng hơi sai lầm chút đỉnh. Con này về màu thì rất là ok rồi. Chỉ có là body cũng còn thua thiệt so với nhiều con cá đẹp khác. Có rất là nhiều cá đẹp. Cái phần hậu mình đang ráng chăm cho nó to lên. Đó, nó ăn rất là nhiều. Nó sẽ... Nhưng mà nó cái phần hậu nó chưa có nở ra lắm. Phần thịt nó dồn vào phía sau nhìn nó vuông vuông lên đó, thì nó sẽ đẹp hơn. Mấy này nó cũng mọc lên tương đối khá khá là nè. Size chắc khoảng ba mấy cm, chưa được 40 đâu. Con này khoảng 40 hơn thì nó sẽ đẹp hơn, 40 cm hơn á. Đấy. Nói chung là cũng còn phải học hỏi và rút kinh nghiệm rất là nhiều. Rồi trong các cuộc thi sau, nếu mà mình có ý định thi tiếp thì sẽ rút kinh nghiệm. Cũng đang chăm nó rất là kỹ. Một chiếc cúp để bổ sung vào cái bộ sưu tập cúp nhỏ nhỏ của mình. Mình cũng được khoảng nhiều ta, 5-6 cái cúp vậy. Cuộc thi này nói chung là anh em Việt Nam thấy dạo này tham gia cũng rất là nhiều. Cũng đã rất là nhiều đoạt giải, và đặc biệt là đoạt giải cao. Việt Nam đoạt giải cao rất là nhiều. Và có cả giải A của bảng A là cá siêu đỏ của Jerry Nguyễn, như em Jerry đoạt đến 2 lần, đạt Grand Champion luôn, giải cao nhất luôn. Và các bạn đó là các bạn danh giá nhất ra nè, bảng thi cho cá siêu đỏ bảng A. Và sau hai Jerry thì mình chưa thấy anh em Việt Nam nào có khả năng lọt vào được cái bảng thi đó. Rất là mong đợi một cái chú cá của Việt Nam mà siêu đỏ, cá body thường ấy, chứ không phải dòng đột biến hay dòng king shot này, lọt vào bảng A. Bảng F, bảng E rồi thì Việt Nam đoạt giải rất là nhiều rồi. Nói chung là cũng là nguồn khích lệ rất là lớn đối với những người chơi cá, những người đam mê cá. Và chơi cá được những cái giải thưởng này nó khích lệ tinh thần rất là lớn anh em. Công sức của mình nuôi cũng như chăm bẩm và những cái chú cá của mình đó, nó được giải thì cũng vui. Thì lệ phí tham gia của cái cuộc thi này là 50
50 đồng của Indo, tiền Indo đọc là cái gì ta, Rupiah ha, là tương đương gần 1 triệu đó. Thì mình gửi cho anh Long 1 triệu để tham gia, đó là lệ phí đó nè. Và sau khi đoạt giải thì mình anh ông Mr. Henry ông có bốc thăm, thì mình muốn may mắn mình trúng thưởng được là 50 đồng Rupiah, cũng tương đương với 1 triệu đó. Là coi như cuộc thi đợt này là mình thi mình coi như không tốn phí, đóng 1 triệu rồi lại trúng được lại 1 triệu. Đấy, cũng tương đối là may mắn á. Đây, quay cho anh em xem một lần nữa con pha phu của mình. Mình sẽ chăm một thời gian nữa và nhất định mình sẽ thi lại vào một cái cuộc thi contest lần thứ nào đấy, để mà hy vọng có được cái giải cao hơn. Một lần nữa là rất là cảm ơn Mr. Henry đã tự tổ chức cuộc thi rất là ý nghĩa cho cộng đồng chơi cá các nước láng giềng mà có thể tham gia luôn. Cảm ơn anh Mạnh Long đã gửi bài thi cho mình. Cảm ơn anh Xuân Lai đã cho ship về hỏa tốc. Một lần nữa cảm ơn. Và cảm ơn tất cả anh em đã xem clip. Chúc anh em nuôi được những chú cá đẹp và tham gia những cuộc thi để đạt được những giải thưởng khích lệ về tinh thần rất là lớn. Xin chào, hẹn gặp lại.